Thưa quý vị, ẩm thực đường phố từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Không chỉ đề cập đến vai trò của các cơ quan chức năng mà chính ý thức của các chủ hộ kinh doanh thực phẩm cũng được xem là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Đi dọc các tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp các hàng quán bày bán thức ăn đường phố như thế này. Không chỉ người dân thành phố mà nhiều khách du lịch cũng có nhu cầu tìm đến các hàng quán vỉa hè để thưởng thức ẩm thực địa phương. Nắm bắt tình hình, các đơn vị chức năng cũng thường xuyên ra quân kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh từng dụng cụ bảo hộ, quy trình rửa chén bát đã qua sử dụng đến việc tiến hành test nhanh các chỉ số theo quy định. Đối với lại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thì đối với lại các cơ sở mà dịch vụ ăn uống giải khát thì quan tâm kiểm tra đến các trang thiết bị dụng cụ mà tiếp xúc trực tiếp với là thức ăn, thức uống. Và đối với là các cơ sở kinh doanh mà hàng bao có sẵn thì phường tập trung vào kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và các điều kiện thông tin trên cái nhãn mác hàng hóa cho nó đúng cái quy định. Việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh thức ăn đường phố là một trong những nội dung được các địa phương chú trọng. Trong bối cảnh du lịch mở cửa trở lại, các hàng quán cũng đã hướng dẫn đến lối văn hóa kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tạo ấn tượng trong lòng du khách, chung tay xây dựng hình ảnh Đà Nẵng văn minh có bản sắc. Thì mình giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, mình mua đồ là phải có chỗ nguồn gốc. Người ta ăn cũng giống như là mình ăn ở trong gia đình, thành thử ra mình phải có đảm bảo cho khách hàng ăn. Thức ăn đường phố được bày bán dưới các hình thức như trên vỉa hè, tại các khu du lịch, lễ hội, trong các chợ hay xe đẩy bán rong. Vì mang tính chất nhỏ lẻ, lưu động nên việc quản lý thức ăn đường phố vẫn còn là bài toán nan giải đối với các đơn vị chức năng. Biện pháp được triển khai phổ biến hiện nay là chuyên viên an toàn thực phẩm tiến hành giám sát test nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm tại quầy. Việc test nhanh này nhằm phát hiện các chất phụ gia không nằm trong danh mục cho phép, đồng thời nâng cao ý thức của người kinh doanh. Chú trọng nhất là cái mẫu hàn the và formaldehyde là thời gian vừa qua là có một số trường hợp đã phát hiện trong địa bàn thành phố. Ngoài ra thì phòng kinh tế quận Sơn Trà cũng phối hợp với chúng tôi để lấy mẫu test chuyên sâu đối với mặt hàng tinh bột chế biến như là mì Quảng, bún tươi và bánh cuốn. Xác định an toàn thực phẩm là nội dung chính trong chương trình thành phố Bốn An. Từ năm 2017, Đà Nẵng đã chi khoảng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các chủ quán ăn khám sức khỏe định kỳ cũng như tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh mà không thu phí. Trong bối cảnh hiện nay, để làm tốt công tác an toàn thực phẩm nói chung và lĩnh vực thức ăn đường phố nói riêng, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của đơn vị quản lý, người kinh doanh và người tiêu dùng để tránh sự cố ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.